Trải qua bao thăng trầm của thời gian, làng Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội vẫn giữ được những nét hoài cổ của một ngôi làng trên 500 năm. Điều đặc biệt ở ngôi làng này nằm ở sự pha trộn giữa kiến trúc Việt cổ và kiến trúc Pháp, vừa gần gũi, vừa mới lạ. Cho đến nay thì các công trình này nó còn khoảng gần 50 công trình, vừa là nhà Việt cổ, vừa là công trình kiến trúc theo kiểu biệt thự Pháp. Với cái kiến trúc rất đẹp, một cái giá trị văn hóa là rất là tuyệt vời. Từ thời Pháp thuộc, làng Cựu đã nổi tiếng là làng thợ may đệ nhất Hà Thành. Cái tài của người làng Cựu đã giúp họ nhanh chóng giàu có và xây những biệt thự đẹp nhất vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ thời bấy giờ. Đối với cá nhân tôi thì tôi cảm thấy rất là tự hào vì mình được sống trong ngôi làng có những cái nét kiến trúc cực kỳ đặc biệt. Rất mong muốn là ngoài những cái nỗ lực của bà con, của những cái gia đình có những ngôi nhà cổ như vậy, thì đối với cả các cấp cũng như là các ban ngành có những cái sự quan tâm để cho tạo điều kiện cho ngôi làng tôi có cái sự có điều kiện để giữ gìn cũng như là phát huy và tôn tạo lại cái nét cổ của các cụ mình ngày xưa. Căn nhà này gắn bó với ông Nguyễn Thiện Tứ đã gần 80 năm với biết bao kỷ niệm. Bốn đời gia đình ông đều sinh ra và lớn lên ở đây. Ngôi nhà cũng được chọn là bối cảnh trong nhiều tác phẩm điện ảnh. Qua các cụ kể lại và có truyền lại cho các thế hệ sau, thì ngôi nhà được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ thứ 20. Thế mà đối với các cái kiến trúc cổ, thì mai mốt khí hậu rồi là thời gian qua năm tháng nó sẽ xuống cấp rất nhanh. Đối với những gia đình nhà tôi hoặc là một số gia đình khác cũng mong mỏi giữ lại các cái nét kiến trúc đó, vừa thể hiện cái nền kiến trúc cổ của Việt vừa mang tính văn hóa truyền thống. Những năm 2000, rất nhiều biệt thự cổ ở làng Cựu Hà Nội đã bị đập đi xây lại vì lý do xuống cấp. Vì vậy, việc bảo tồn kiến trúc làng Cựu trở thành việc rất cần kíp vào lúc này.